hàng công của đội tuyển liên tiếp gặp phải chấn thương. Bài toán khó chưa có lời giải, cơn đau đầu không hề dễ chịu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với U22 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng cả hai trận với cùng tỷ số là 2-1. Nhưng sau đó là hai tin không hề vui chút nào với huấn luyện viên người Hàn Quốc. Kỳ Minh Vương khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần sau khi dính chấn thương từ một pha tranh chấp với các cầu thủ đàn em. Sau khi được chụp cộng hưởng từ, Minh Vương được xác định bị rách một phần dây thăng chéo và cần ít nhất 3 tuần mới có thể hồi phục trở lại. Như vậy, gần như chắc chắn tiền vệ sinh năm 95 sẽ không thể góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận đấu mở màn gặp Saudi Arabia và Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sáng nay, trên trang cá nhân của mình, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã đăng tải một bức ảnh với tiêu đề 2 I'm OK để trả lời và an ủi những fan hâm mộ đang rất lo lắng cho chấn thương của mình. Tuy vậy, ở dưới phần bình luận, trả lời với cầu thủ Tô Văn Vũ, chàng trai người Thái Bình cho biết không OK lắm anh ạ, khiến fan đứng ngồi không yên. Vừa xong, Lương Xuân Trường, một cầu thủ và cũng là một người bạn thân với Minh Vương, đã viết trên trang cá nhân của mình về sự tiếc nuối cho chấn thương của Minh Vương. Bạn đã từng viết cho tôi, vậy giờ để tôi viết cho bạn nhé. Chúng ta chỉ ở ngay sát phòng nhau thôi, nhưng để nói ra những điều này trực tiếp thì hơi khó. Lúc tôi ngã xuống, bạn là người đồng cảm và giúp tôi vượt qua. Giờ bạn ngã xuống, tôi mới lại càng nhận ra rằng chẳng có gì quật ngã được chúng ta mãi mãi cả. Vì tôi biết, bạn sẽ lại đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để tìm ra một cầu thủ luôn nhiệt huyết. Kể cả trên sân tập thì chắc chắn đối với tôi, bạn là số 1. Để chọn ra một người dành cả đam mê và tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp bóng đá thì tất nhiên không ai khác, bạn chính là người đó. Cuối mùa giải năm ngoái, khi cơ hội của bạn sáng sủa hơn ở câu lạc bộ thì chấn thương đã đến, và giờ đây khi bạn dần được chứng minh trên tuyển thì nó lại một lần nữa xảy ra. Có thể đối với nhiều người đó là sự bất công, ngay cả tôi cũng thấy bất công cho bạn. Nhưng tôi biết bạn sẽ lại nói đây là chưa chắc chắn là điều tồi tệ nhất, chỉ là Chúa đã sắp đặt để bạn trưởng thành hơn mà thôi. Tôi đã chứng kiến bạn nỗ lực khủng khiếp như thế nào để tiến bộ mỗi ngày, sẵn sàng lắng nghe những góp ý của mọi người để hoàn thiện bản thân. Nhưng tiếc thay, chấn thương là điều mà chúng ta không thể lường trước được, nhưng có thể nó đến để nhắc nhở chúng ta rằng hãy chậm lại một chút đã, cơ thể bạn cần nghỉ ngơi để sẵn sàng cho những mục tiêu và nhiệm vụ lớn hơn, nên chắc chắn cơ hội sẽ lại đến với bạn ở phía trước. Bạn tôi ơi, cố gắng lên nhé. Việc Minh Vương vắng mặt sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo đau đầu với bài toán nhân sự của đội tuyển quốc gia. Ông không có được sự phục vụ của Hùng Dũng, Công Phượng hay là Tuấn Anh, cũng chưa có được thể trạng tốt nhất. Trong khi đó, hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam là vị trí luôn làm thầy Park phải lo lắng bởi sự thiếu ổn định. Một cái tên khác là Nguyễn Quang Hải. Trong trận đấu với các đàn em, tiền vệ xuất sắc nhất Việt Nam thời điểm hiện tại không được thi đấu một phút nào, dấy lên tin đồn dính chấn thương. Lý do sau đó được hé lộ là Hải con bị đau cơ nên thầy Park không bố trí trong đội hình thi đấu. Tuy vậy, tiền vệ này đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội vào chiều ngày 21 tháng 8 và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tập kế tiếp với U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 8 tới. Tiếp theo, đó là một ca chấn thương nữa của tiền đạo đang khoác áo SHB Đà Nẵng, Hà Đức Trinh, trong một pha tổ chức tấn công về phần sân của U22 Việt Nam. Cũng trong trận giao hữu, Đức Trinh đã gặp chấn thương ở mu bàn chân. Theo đánh giá bước đầu, vết thương mà Đức Trinh gặp phải không hề đơn giản. Chính vì thế, từ nay cho đến trận đấu với Saudi Arabia diễn ra, Đức Trinh sẽ phải nằm trong tầm ngắm thường xuyên của các bác sĩ ở đội tuyển. Với những thiệt hại về quân số như này, có lẽ thầy Park đang đứng ngồi không yên khi các cầu thủ đã cùng ông chinh chiến và chứng tỏ bản thân ở các trận đấu trước đó khả năng cao sẽ không thể góp mặt, nhất là trường hợp của Minh Vương. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ còn một ngày thi đấu tổng duyệt với U22 Việt Nam vào ngày 25 tháng 8 tới. Ông cần nhìn thấy phong độ tốt hơn, thể lực ổn hơn đến từ các mũi nhọn trên hàng công trước khi quyết định mang ai sang Saudi Arabia thi đấu lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau trận đấu tổng duyệt này, danh sách 25 hoặc 26 cầu thủ lên đường bắt đầu chiến dịch lịch sử cũng sẽ được công bố. Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 27 tháng 8 sau khi hội quân với thủ thành Đặng Văn Lâm, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 3 buổi tập chính thức trước khi gặp đội bóng chủ nhà vào lúc 0 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam.